Sau một thời gian tất bật với điện ảnh và cũng như những hoạt động trong các chương trình truyền hình thực tế, diễn viên điện ảnh Diệp Lâm Anh đã chính thức trở lại với âm nhạc trong sản phẩm mới có tên Biết Anh Đã Quên. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Huỳnh Quốc Huy viết dành tặng riêng cho Diệp Lâm Anh. Theo đuổi con đường diễn viên nhưng với âm nhạc, Diệp Lâm Anh lại khá đam mê và vẫn kiên quyết theo đuổi đến cùng. Vốn xuất thân là một dancer nên nữ diễn viên Vệ Sĩ Sài Gòn rất thích được nhún nhảy trên sân khấu. Hình ảnh của Diệp Lâm Anh về âm nhạc cũng sẽ theo hướng sexy gợi cảm nhưng đầy sự khỏe mạnh. Trong bộ hình mới nhất để quảng bá cho single Biết Anh Đã Quên, nữ diễn viên ca sĩ gốc Hà Nội tự tin khoe đường cong gợi cảm. Trong những bộ cánh hút mắt, mỹ nhân sinh năm 1989 hy vọng bài hát Biết Anh Đã Quên sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng Diệp Lâm Anh nên lựa chọn giữa âm nhạc hoặc điện ảnh. Tuy nhiên, cô muốn chứng minh cho khán giả thấy mình là nghệ sĩ đa năng. Mới đây, nữ ca sĩ này còn đảm nhận vai trò giám khảo của chương trình truyền hình thực tế Phái Mạnh Việt.